thiết kế phòng thờ Tân cổ điển, đẹp và linh thiêng. Xin chào quý vị và các bạn. Video ngày hôm nay, Panama sẽ cùng bạn khám phá bí quyết thiết kế phòng thờ Tân cổ điển, sao cho đẹp và linh thiêng. Nét đẹp của phong cách Tân cổ điển pha trộn giữa sự sang trọng tinh tế của kiến trúc cổ điển và sự thanh thoát hiện đại của thời đại mới sẽ mang đến cho không gian thờ cúng một bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh. 1. Vị trí và diện tích. Vị trí đặt phòng thờ cần được lựa chọn cẩn thận, đảm bảo sự thanh tịnh, trang nghiêm và phù hợp với phong thủy. Diện tích phòng thờ không nhất thiết phải quá lớn, nhưng cần đủ để bố trí các vật dụng cần thiết một cách hợp lý. 2. Màu sắc. Màu sắc chủ đạo cho phòng thờ nên là những gam màu trầm ấm như nâu, vàng, đỏ sẫm, tạo cảm giác ấm cúng, trang nghiêm. Tránh sử dụng những gam màu quá sặc sỡ hoặc quá tối. 3. Nội thất. Nội thất phòng thờ cần được lựa chọn từ chất liệu cao cấp, bền đẹp và mang đậm dấu ấn phong cách Tân cổ điển. Bàn thờ, án gian, sập thờ, hoành phi, câu đối là những vật dụng không thể thiếu trong phòng thờ. Chọn kích thước nội thất phù hợp với diện tích phòng thờ. . 4. Ánh sáng. Ánh sáng trong phòng thờ cần được bố trí một cách hợp lý, tạo cảm giác ấm cúng, trang nghiêm. Nên sử dụng ánh sáng vàng, dịu nhẹ, tránh sử dụng ánh sáng trắng, quá chói. 5. Một số lưu ý. Cần đảm bảo sự cân bằng, hài hòa trong bố cục tổng thể của phòng thờ. Giữ cho không gian phòng thờ luôn sạch sẽ, gọn gàng. Tránh đặt các vật dụng không liên quan đến thờ cúng trong phòng thờ. . Dưới đây là một số mẫu phòng thờ mà Panama đã thi công và hoàn thiện. Phòng thờ biệt thự Thắng Thủy tại Vĩnh Phúc. Phòng thờ biệt thự Cô Tâm tại Ninh Bình. Phòng thờ dinh thự Chú Thuận tại Hà Nội. Hy vọng những chia sẻ trong video này sẽ giúp bạn thiết kế được một phòng thờ Tân cổ điển, đẹp và linh thiêng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share video và đăng ký kênh để theo dõi những nội dung tiếp theo. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nội thất châu Âu Panama, nâng tầm giá trị sống thượng lưu.